Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà mình nấu món canh bầu nấu với thịt nha. Thịt heo mình đã băm sẵn và hành lá. Bây giờ mình bắt đầu mình nấu nha các bạn. Tay là mình có đã bắt nước sẵn này, bây giờ mình bật ga lên chờ nấu nước, nấu nước sôi rồi mình sẽ bỏ thịt vô nha các bạn nha. Nấu nước mình quên đậy nắp cho nhanh sôi các bạn, mình sẽ đậy nắp lại cho nhanh sôi các bạn ơi. Để đắp lại cho nước nhanh sôi.
không để sôi nha các bạn nha. Mình sẽ cho thịt vô. Nước cũng đã sôi rồi nha, mình có bỏ không, mình vớt bỏ ra nha các bạn. Mình vớt bỏ ra. Mình sẽ cho bầu vô nha. Mình lại đắp lại cho nó sôi nha các bạn nha. Nó mềm, nó mềm nếm như vậy. Mình sẽ nấm như vậy nha.
chiếc thịt lên. Xíu bột ngọt. Xíu muối. Mình cho thêm một xíu mắm cho nó thơm. Cái mình nếm đã vừa rồi nha. Mình cho nó sôi một xíu, sau đó mình bỏ hành lá vô. Rồi mình cho hành lá nha các bạn. Rồi, đây là món canh của mình đã xong rồi nha. Mình tắt ga. Đây là canh bầu nấu với thịt bằm nha các bạn nha. Nấu khá là đơn giản luôn. Đây là những cái món ăn hàng ngày của mọi nhà luôn nha các bạn nha. Nấu đơn giản, cực kỳ đơn giản. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn lại video tiếp theo nha. Bye bye.